Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bonsai TV. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới lại vác máy đi quay để gửi đến quý vị và các bạn những thước phim về cây cảnh. Thì hôm nay tôi có mặt tại nhà anh Thinh, chia sẻ với quý vị và các bạn một số tác phẩm anh mới sở hữu. Thì đây đây là một tác phẩm như quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Tác phẩm này là anh Thinh mua lại của Thuận Đồng Lát đấy. Ở trong bên ngoài thì nhìn ảnh với cả thực tế nó rất khác quý vị. Tôi có xem qua ảnh anh Thinh chia sẻ, nhưng mà bên ngoài nền một cây cỡ rất là to. Tôi di chuyển cái ô này ra ngoài rồi tôi chia sẻ tiếp. Vâng, đây là cái em giật rụt rụt. Anh chỉ còn cái tay bên này nữa là ok thôi, chắc là chỉ lăm nữa thôi. Còn là dăm bên này là mịn tít được vậy. Dăm là được làm rất là kỹ. Cắt giật rất nhiều vậy ạ. Bệ thì đều bút xung quanh rồi. Và cái độ già của cây này thì nó thuộc hàng bánh tẻ đó quý vị. Rất tuyệt vời. Rất là nhiều anh em cũng cùng bạn chúng tôi đến thăm nhà anh Thinh và cùng ngắm cây quý vị ạ. Đẹp. Chú à? Chú vào nước. Thì những cái đường đục để làm cho dễ nó dẻo ra đây quý vị này, nó bò hết trông rất là đẹp như này. Đây. Khi mà quá trình xử lý làm thân nó nhũn ra lúc đục ấy, thì nhìn rất là kinh khủng đây, nhưng mà quý vị và các bạn cùng xem này, đây là những cái thành quả kết quả sau quá trình tạo tác này, làm cho những cái rễ thô nó biến dạng này, nó nhũn đi rất là đẹp như này đó. Đây thì nó rất là đẹp quý vị. Các
Cây này anh Thinh Nguyên mua lại của Thuận nhưng mà về cũng giao lưu rồi quý vị. Bán cho một anh bạn. Cây vẫn đang nằm tại Hưng Hà này. Tôi cũng xin được dừng cái cuốn video này ở đây chia sẻ với quý vị và các bạn à. Cái cây phẩm chung khoảng 2 người khênh nhẹ quý vị, một người bê thì hơi lặng. 4 tác phẩm của anh Thinh mới sưu tập về. Đầu tiên là tác phẩm Si. Về chất liệu thì khá là đẹp rồi quý vị. Già trắng rồi. Xanh xanh năm điện cây rất là già. Chợ huyện hoặc là lôi to cái cốt này ra làm ba vai thì cũng được, nhưng mà dây chắc chợ huyện đó quý vị. Cốt thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Đặc biệt là những cái cốt anh mua rất là già quý vị ạ. Cốt rất là rõ nét. Đây là cốt thứ ba này. Rất là già. Và sẹo cũng là bén này. Bên này là một cái cốt thứ tư này. Cốt này khá là mập, thu lục cục.
Những thân này rất là điệu. Anh dự kiến chắc là làm nhiều đầu. Con này có cái tay bên này rất là quái. Và cái tác phẩm này mặt bên này này. Lúc nhúc như lợn con quý vị. Rất nhiều, đợt này anh mang về đội của anh rất là nhiều tác phẩm từ to lẫn nhỏ quý vị. Anh cũng mới mang về tác phẩm si khổng lồ luôn. Ai à? Công việc xong cấm thì mẹ chào anh được một câu. Chán lắm. Chán du vũ lắm. Vâng, đây cũng còn là một cái cây si nó rất là già này. Tôi cũng xin dừng cái cuốn video này ở đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở cuốn video sau.